shopjgray.vn, shop máy gặt an toàn, uy tín và chất lượng. Giao dịch tự động bao gồm vòng quay kim cương, có cơ hội nhận đến 9.999 viên kim cương chỉ với 20.000 đồng. Thử ngay vận may để nhận những acc siêu VIP, đồng thời còn rất nhiều phần thưởng khác đang chờ đợi các bạn. Còn không mau truy cập ngay shopjgray.vn. Hello chào mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. G Gray đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video mới của mình trong ngày hôm nay. Ngay bây giờ các bạn nhìn nhân vật này các bạn có nhớ hay không? Khả năng cao rất là nhiều bạn xem video này các bạn sẽ nhớ đây chính là anh Titan đồng hồ men đúng không các bạn? Thì ở tập trước chúng ta coi ở trong bộ phim này á, thì anh ấy đang bị bắt bởi tên tiến sĩ rồi các bạn à. Và cũng như là anh Titan Cameraman bị điều khiển nha các bạn nha. Nhưng mà đừng lo, ngày hôm nay đã có một vị cứu tinh xuất hiện rồi các bạn. Các bạn muốn coi vị cứu tinh đó là ai không? Chắc là mấy bạn đang tưởng là Titan Speakerman chứ gì. Không có đâu, Titan TV Man hả anh chị? Không phải luôn, mà là một nhân vật rất là đặc biệt nha các bạn nha. Trước khi các bạn muốn nhìn thấy nhân vật đó thì mong là các bạn nhớ để lại cho video của anh chị một nút like đi, chứ đừng coi chùa kênh anh chị nha các bạn nha. Ngày nào vô cũng 90%+ người xem chùa, chắc anh chị là độn thổ luôn quá các bạn à. Nhưng mà nhắc tới độn thổ mới nhớ, hôm nay nhân vật này cũng có tiệc chiêu độn thổ nha các bạn nha. Những bạn nào mà chưa đăng ký kênh của anh chị thì nhớ để lại cho video một nút đăng ký kênh để ủng hộ cho anh chị sớm đạt được 3,5 triệu người đăng ký nha. Còn bây giờ thì không mất thời gian các bạn nữa, mình sẽ cho các bạn xem anh ấy là ai. Nhìn đây, ten thấy gì không? Mình sẽ gọi anh này là anh Titan máy khoan nha các bạn nha. Thì anh ấy có một cái tên tiếng Anh là The Real Man à, The Real D-R-I-L-L đó các bạn à. Thì mình sẽ tạm thời gọi anh ấy là Titan máy khoan nha các bạn nha. Và anh sẽ có tiệc chiêu độn thổ. Tại vì mấy cái máy khoan này nó hay khoan ở dưới lòng đất đó, chứ nó không phải là mấy cái khoan mà khoan tường nhà đâu nha các bạn. Thế cho nên là hôm nay chúng ta cùng nhau xem coi là liệu anh ấy sẽ cứu anh Titan đồng hồ men bằng cách nào nha các bạn. Cùng nhau bắt đầu video nào. Nhớ lại cho video một nút like và đăng ký kênh nha. Let's go baby. Ok các bạn ơi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng vô coi Skibidi Toilet Fan làm tập thứ 26 nha các bạn. Nhưng mà trước khi vô coi video này á, thì ngay bây giờ thấy gì đây không? Đây chính là một chú mèo cực kỳ cute nha các bạn nha. Hôm bữa giờ các bạn cứ kêu là anh trai ơi, em nói anh hãy để những cái con mèo, con cuốn thật là dễ thương thì mới có nhiều like. Ok, hôm nay anh tin lời em, anh đã để rồi nha. Thế cho nên là các bạn thấy em này mà dễ thương á, nhớ cho anh chơi một nút like nha các bạn. Okay. Chứ đừng để anh chơi câu like nha các bạn. Ngày nào anh chi làm YouTuber cũng phải câu like, anh chị đâu thích câu like đâu. Nhưng mà tại vì YouTube nó chửi anh chị các bạn à, nên bấm nút like ủng hộ cho anh chị nha. Nút like hoàn toàn miễn phí nha. Còn bây giờ thì vô coi video nào nó nhẹ quá. Let's go. Mới vô là xả nước một con Skibidi rồi. Một con Skibidi biết bay. Hình như tập này lúc trước ta từng coi nè các bạn ơi. Anh Speakerman cỡ lớn và anh đồng hồ men ngưng động thời gian. Nhưng mà lúc này thì ảnh đã hết năng lượng và không biết ngưng động được thời gian được nữa nha các bạn nha. Và con Skibidi màu đỏ là con Skibidi Toilet phiên bản 500 hút nha các bạn. Mình sẽ bắn xuống hỗ trợ mấy anh này. Bắn xuống cái bị tê liệt luôn, ảo thì cái chứ. Ok, giải cứu anh đồng hồ men này nào. Cảm ơn người anh em. Đó, tộc đồng hồ là luôn luôn đưa cái ngón tay kiểu vậy nha các bạn nha. Tộc cameraman, ngón tay này. Tộc speaker, ngón tay này. Và tộc đồng hồ, ngón tay này. Còn tộc TV là ngón tay nào trời. Tộc TV mình thấy chưa có đưa ngón tay nào ấy, toàn là đưa vậy nữa bạn. Đó, toàn là khoanh tay lại các bạn à. Chắc là làm giống phong cách Ronaldo. Ủa, Ronaldo có đưa ngón tay vậy không ta? Thấy cầu thủ nào cũng làm vậy các bạn à. Ok, coi tiếp nào. Có vẻ như đầu anh ấy đang quay quay. Anh quay cuồng trong. Ôi, Skibidi 500 khổng lồ kìa, bỏ chạy đi mọi người ơi. Ôi, nó quả anh đi rồi. Ê, và lúc này thì ảnh hình như là sẽ bị xé lập. Bruh, nói tưởng chơi giỡn ai dè xảy ra thiệt luôn. Mình cũng coi mấy ngày rồi mình đâu có nhớ đâu các bạn. Wow, tại tình là một men xuất hiện. Oh my god. Wow. Mày tới công chuyện với tao, dám quýnh đàn em tao hả? Bây giờ anh ấy có khả năng thao túng những con Skibidi Toilet trở thành đồng minh của anh ấy bằng cách là anh ấy sẽ, hình như mình nhớ máng là anh ấy mở một cái sóng âm gì đó hay sao á. Thấy mắt tụi nó màu vàng không? Là bị điều khiển nha các bạn nha. À, mày có đệ sao? Tao cũng có đệ đây. Skibidi Toilet UFO, tấn công nó. Ừ, vậy thì vô nào. Rồi, cùng nhau chiến nha. Ui, hai con Skibidi bên Toilet máy cười bay ra kia rồi các bạn ơi. Titan đồng hồ men quá mạnh các bạn.
Bộ giáp của anh ấy là bộ giáp hoàng kim siêu châu giáp ấy nha, không gì có thể xuyên thủng được luôn á. Coi này anh quẩy hơi bị ghê á. Ủa anh đã bắn một cái viên đạn gây đông cứng rồi. Titan Speakerman đã quay trở lại căn cứ. Và bây giờ thì anh ấy sau một cuộc chiến vậy đó. Và bây giờ anh ấy đang an toàn rồi. Ok, Titan Speakerman đã an toàn rồi nha. Chúng ta về thôi anh ơi. Và đây chính là Titan Cameraman bị điều khiển. No, God, please, no, no, no. Bắn một khẩu súng để ngưng động thời gian. Nhưng mà có vẻ như khẩu súng nó chớp đèn đỏ, có nghĩa là hết năng lượng rồi nha các bạn nha. Và anh ấy sẽ bay vô đây. Anh em tương tàn với nhau. Xịt khói luôn kìa, tiêu nguyên tử. Nhưng mà không sao, ngưng động thời gian. Gỡ con ký sinh ra. Khúc này anh đồng hồ men, ảnh ngưng động thời gian để làm thời gian chậm lại rồi các bạn. Ảnh không ngưng động được mà ảnh làm thời gian chậm lại thôi. Sau đó anh đi ra đằng sau, anh kiếm cái con ký sinh. Con ký sinh đâu tình các bạn men, để tôi giúp ông. Nhưng mà kiếm hoài không ra, cái đồng hồ nó quá nóng mà các bạn, nó không thể nào xài được nữa, cho nên phải ngưng lại và bị ăn đòn. Coi đi, trời, ăn nguyên cái bố luôn. Thốn này cái chứ, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Những cái phi tiêu đồng hồ nó cưa. Cưa mất cái gì thì mọc ra cái mới liền các bạn. Đổ quýnh nhau dữ vô. Hãy cho ăn cùi chỏ bạn ơi, ăn cùi chỏ đi. Ơi ơi, thọt ở trong người luôn kìa. Ghê quá. Lúc này rút ra, rút mất cái đầu luôn. Và cái đèn thì cũng đã tắt rồi các bạn ơi. Con Skibidi bây giờ nó quyết định là nó kết nối với dây thần kinh luôn. Vì thế cho nên để cứu được người đồng đội của mình, anh ta tên đồng hồ men đã sử dụng tuyệt chiêu hồi sinh người chết, hay được gọi là tuyệt chiêu quay ngược thời gian nha các bạn nha. Oh my god. Và bây giờ thì đồng hồ của anh quá nóng, bốc khói rồi các bạn ơi. Tên tiến sĩ đó ra. Và con này thì nó để cái đồng hồ lên cho thằng này nó hết bị ngưng động lại. Rồi hai người giữ tay cho Titan Cameraman vô đấm hay gì. Mày hả tiến sĩ, mày nói nhiều không? Gọi lại quăng cái búa nữa. Ê, trời ơi. Ồ, không phải. Titan Cameraman dùng cái đuôi của cây búa để đâm thẳng vô cái đồng hồ cho nó bể luôn các bạn. Và lúc này thì Titan đồng hồ men đã gục ngã. Con Skibidi nó tính vô nó khoan để nó ký sinh. Nhưng mà cái mũi khoan của nó không thể khoan thủng được giáp hoàng kim nha các bạn nha. Tên tiến sĩ nói là: Ê, mang thằng này về căn cứ cho tao, tao sẽ tìm cách để ký sinh nó. Bây giờ chúng ta sẽ ăn. Ngồi coi phim mà cũng ăn lựu đạn nữa, khổ thiệt chứ. Và đây chính là Titan Speakerman đang bảo vệ căn cứ. Skibidi phun lửa, à, phun nước miếng kìa. Mày phun nước miếng không? Đây chính là căn cứ của chúng ta nè các bạn ơi. Ủa, hai anh kia múa ghê thiệt. Mình là anh quay phim. Và ngay bây giờ, khi mà chúng ta về trong chỗ này nè, chúng ta sẽ được gặp một nhân vật rất đặc biệt luôn các bạn. Chuẩn bị chưa? Sẵn sàng nha. Từ, đợi xíu. Đợi xíu mới đi. Từ để tôi chuẩn bị gặp người yêu tôi. Biết ai không? Sao biết được không? Không biết em bây giờ bấm nút like liền nha. Cho coi nè. Đó, và đây là anh đồng hồ men cỡ lớn. Thì anh ấy đã bị đứt làm đôi cơ thể nha các bạn nha. Bây giờ phải mang về căn cứ để chữa trị lại cho ảnh. Và đây là anh cũng có tuyệt chiêu quay ngược thời gian. Nhưng mà ảnh cũng không đủ sức mạnh để có thể quay ngược thời gian được cái này các bạn à. Quá khó với ảnh. Nhưng mà ngay lúc này sẽ có một nhân vật xuất hiện. Let's go. Nice. Đây là chị đồng hồ woman nha các bạn nha. Hay còn gọi là clock woman nha các bạn. Phải gọi là chị ấy rất là đẹp nha các bạn nha. Nhìn kìa, đội mũ đồ các kiểu nha. Trời ơi. Có TV woman ở đây mà mình nói câu này không, chẳng lẽ chị ấy không buồn sao? Thôi không sao, mình bắt cá hai tay. Ê lộn. Nói vậy chết các bạn ơi. Không có. Ý là thích thôi. Vậy các bạn coi chị ấy nè. Coi nè, chị ấy có một tuyệt chiêu rất là mạnh luôn. Ôi, yo, sập đi, nó cái cơm bấm like cho anh chạy đi. Ai mà không đánh cái bấm like cho anh chạy á, là sẽ không ăn cơm đó này. Là sẽ phải ăn một lần ba tô cơm. Ok, hai chị đấy mạnh chưa? Làm một cái hồi sinh anh này luôn. Cảm ơn người anh em. Tình nghĩa này, trời ơi, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu nha bạn. Nhưng mà mốt các bạn mà gặp anh chị ngoài đời á, thì các bạn đừng có vậy nha, mà các bạn hãy làm gì biết không?
Phải như vậy mới là tình nghĩa anh em nha bạn, chứ đấm nhẹ đau lắm nha bạn. Mấy bạn nào mà quýnh lộn giỏi đấm mình cái mình chết luôn rồi. Nhìn thấy anh đồng hồ men này làm gì không? Ok đó. Nhưng vật camera thì bấm nút like, còn anh thì ok nghe anh em. Gì đây? Thay tình đồng hồ men đã bị bắt giữ. Và đưa cho anh đồng hồ này coi. Rồi xong luôn. Ok, và bên đây chính là tập mới mà bây giờ chúng ta mới coi tập mới nè các bạn. Skibidex đang bị tra khảo. Mày, tại tình đồng hồ men đang ở đâu? Nổ cho tao biết. Ây dù, thằng này nó dám phun nước miếng hả bạn, láo chưa? À, ngày nó láo quá nhỉ. Quýnh nó. Ơi, cái này có hơi mạnh tay quá không vậy trời. Ê, đằng sau có anh Đắc sẽ biết comment này các bạn. Anh ơi, cái này em thấy nè. Rồi xong luôn. Giờ nó thành anh da đen rồi bạn ơi. Skibidi toilet anh da đen. Wow. Vậy là anh ấy tra tấn nó, xong anh ấy quay ngược thời gian lại, chủ yếu cho nó cảm nhận được cái độ đau đớn đó các bạn. Bây giờ mày chịu trả lời chưa? Skibidi, Skibidi, mày Skibidi nữa hả mày? Quay ngược thời gian. Trời ơi, cha tấn kiểu này ai chịu nổi? Yeah, hồi nãy là Skibidi, Skibidi, bây giờ là Skibidi, yes, yes, Skibidi. Ê, tính anh này ghê thiệt cái chứ. Khai mày. Ồ, nó viết địa chỉ nhà của thằng G-Man vô các bạn. Ok, cho tao xin cái địa chỉ. À, mày ở đâu? Cho bố mày xin cái địa chỉ. What? Anh ấy khóa lại và anh ấy vẫn xịt lửa như hồi nãy nha các bạn nha. Nhưng mà bây giờ thì anh ấy đã không quay ngược thời gian, chứng tỏ là con Skibidi toilet đó đã trở thành món thịt nướng đen thùi lùi vậy các bạn ơi. Cũng có vẻ khá ghê đấy. Skibidi toilet. Cái căn cứ, địa điểm căn cứ đã được nhắm tới. Đã được xác định kiểu vậy. Và bây giờ đây chính là anh Slender TV Man. Làm gì vậy? What? Đang coi phim ai đây? Hình như anh này là anh Kirito. Wow. Nếu mà nhanh như vậy thì chỉ có khả năng là anh Kirito thôi các bạn. Và đây chính là Titan Speaker Man. Đại ca đang quẩy ở đây. Skibidi toilet phá hoa kìa anh ơi, coi chừng bắn nó. Mày chỗ bắn ghê vậy, bắn bùm luôn như phim luôn bạn. Cái này phim mà. Ê, anh bị ký sinh kìa coi chừng. Why? Ghê. Ơi, chiêu này hay á các bạn. Có nghĩa là anh cho bị ký sinh vô, anh bật cái loa sóng âm lên, cái con kia nó ký sinh không được, nó điếc cái lỗ tai các bạn ơi. Hay thiệt cái chứ. Ôi, hình như đây là anh máy khoan phải không? Gì vậy? What? Đây không phải là anh Titan máy khoan, mà đây chính là gia đình những anh máy khoan. Có anh máy khoan cầm tay, rồi anh máy khoan tường nhà tùm lum các kiểu các bạn, nhiều lắm. Đó. Đây là mấy anh máy khoan nè bạn ơi. Hello. What? What, 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 what? Ôi, hãy chuẩn bị cho cái gì nhiệm vụ tiếp theo của bạn. Nhiệm vụ tiếp theo của tôi là cái gì? Wait a minute. Titan Speaker Man đang đứng đây làm gì đây? Đây là cái nút đăng ký kênh nha các bạn nha. Anh đưa cái tay vậy nè. Có nghĩa là đăng ký kênh. Còn ai mà đưa tay này nè, bấm like. Còn ai mà đưa cái nút này lại vậy biết không? Đó chỉ là nút bình luận chữ anh Jay đẹp trai quá. Ok, tiếp tục nào. Ơi mà có anh Slender máy khoan nhìn cũng ngầu ghê luôn các bạn. Công nhận gia tộc máy khoan này nhìn cũng ngầu phết đấy. Ủa mà sao chưa thấy anh ta tình máy khoan vậy? Ui con Skibidi này, mày ghé chỗ khác đi. Ủa ai bắn mấy cái đinh vô vậy? Ui, ghê vậy. Bắn một đống đinh luôn. Thì ra chính là anh Titan máy khoan. Anh có vũ khí là những cái đinh các bạn ơi, bắn bùm đinh đài. Xiu. Ghê chưa? Ghê mạnh đi cái tướng. Lại lại. Titan
tin máy khoan không? Anh lộn, nãy giờ nó lộn, anh máy khoan cầm tay. Anh máy khoan cầm tay cũng biết bấm nút like luôn các bạn, ghê. Vậy trong phim này nhiều nhân vật quá, anh trai nhớ lộn tùm lum luôn á. Một chiếc máy bay đồng hồ. Có một anh đồng hồ đang ở đây và một anh máy khoan siêu bự luôn nè. Này là tập gym nè bạn, tập tạ đồ các kiểu hả anh? Sao nhìn anh bự chưa? Rồi chào anh đồng hồ nha. Rồi ủa mấy anh đưa em đi đâu vậy? Ủa mấy anh đưa em đi đâu? Ủa con Skibidi kìa anh ơi, con Skibidi bắn tay lửa kìa. Rồi hình như đây mới chính là anh tài tình. Đúng luôn, tài tình máy khoan. Trời ơi ngầu dở lắm. Ê con dân anh ơi, nó nổ bơm kìa. Anh kích hoạt cái máy khoan trên đầu là đằng trước hay là đằng sau, chỉ lên trời khoan tù lên nhìn ngầu dữ các bạn. Skibidi máy rửa chén kìa anh ơi. Khoan xuống đất luôn hả? Làm gì đây? Khoan cho sập nhà luôn các bạn. Ghê ngầu. Ui, nhưng mà anh này không có tai nghe các bạn ơi, bị tụi nó bật nhạc rồi. Quăng đi nhưng mà không trúng tụi nó, giờ làm sao? Anh ơi có chừng chết bây giờ. Đừng nó mới ra mà chết nha cha. Ủa hên quá, cái tay của anh có thể quăng ra là rút lại được các bạn. Mày hả mày? Cho mày ăn cù chỏ, ở trong phim này hay cho ăn cù chỏ ra các bạn. Titan Speaker Man. Let's go baby. Ủa đâu vậy? Anh ơi bay đi theo ảnh đi. Anh này không bay mà anh này có được chiêu giống như mình nói luôn, đó chính là chiêu độn thổ nha các bạn nha. Let's go baby. Wow. Nhìn anh đúng ngầu luôn các bạn. Phê thì cái chứ. Nè coi nè. Coi lại ảnh nha bạn nha, nhìn ảnh ngộng luôn á, đỏ. Vừa máy bay lên tủy đất chui lên đấm vô một cái. Ghê mà lúc anh đấm á là cái máy khoan ảnh còn khoan luôn á nha. Nhìn thấy nó khoan đã chưa? Skibidi máy rửa chén này ảo tưởng với ảnh nè, coi đây. Làm rung chuyển mặt đất, khoan cho sập nhà luôn. Ghê, ngầu ngầu. Bày đặt bực loa hả mày? Quất nó anh ơi. Rồi thằng này lão lắm, chuẩn bị quăng cái tay ra kéo mày lại. Mày đừng nói nhiều, lại đây. Cho mày ăn cái cù chỏ nè. Cho nó xuống anh ơi, ăn cù chỏ đi. Không phải cù chỏ bình thường đâu. Cù chỏ của ảnh á là có cái máy mà dầm 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 xuống đất á các bạn. Cái máy là máy rung rung nền nhà ghê lắm luôn á. Và anh để xuống đúng đung cái nè. Là đấm rất là nhiều lần luôn nha. À, tính ra là anh này là đi làm ở trong công trường là xây nhà hơi bị lẹ nha. Ủa ai bắn? À thì cái là tên Speakerman bắn pha đó hả? Đúng là đại ca của lòng G Gray nha các bạn. Ủa nhưng mà giờ anh này là mình cũng rất là thích luôn á. Nhưng mà hình như ảnh không có dùng bộ giáp hoàng kim đâu. Giáp ảnh là giáp bình thường, mình thấy màu cam với màu vàng các bạn à. Nhưng mà công nhận là Skibidi Toilet fan làm thực sự càng ngày càng hay nha các bạn nha. Nhất là kênh của anh Dom Studio này nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày mai rất là nhiều luôn. Nếu bạn thích video này đừng quên để cho video một nút like để ủng hộ cho Jay làm tiếp nha. Còn những bạn nào thích kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Còn bây giờ thì mình bye bye.